Ta-da, nhớ SEO, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình, và mình là Cuối Ca. Hôm nay mình có bạn cùng khám phá trong tuần thứ 3, tháng thứ 7 này chúng ta sẽ có những gì các bạn. Rất là nhiều bộ truyện mới đến từ nhà xuất bản Kim Đồng nha các bạn, và những quà tặng đến từ Festival Việt Nhật tổ chức tại Đà Nẵng nha các bạn. Đây trên màn hình chúng ta sẽ có là Marcel tập 6, tập này được tặng thêm bìa nha các bạn. Kênh số 2 của Chiến Đấu Tình tập 20, Chú Hồ Hội Chiến tập 15 phiên bản thường, phiên bản tiếng Nhật, phiên bản tiếng Việt, và Chú Hồ Hội Chiến tập 23 phiên bản tiếng Nhật mới nhất bên Nhật nha các bạn. Chúng ta có lớp học rùng rợn tập 19 nữa nè. Chúng ta sẽ có thêm một cái bìa đây. Đây là bìa của Kim nha các bạn, bìa của Luffy. Bìa giới hạn chỉ tặng cho 200 người, và hôm đó hình như mình nghe nói là không được tặng hết cho 200 người đó các bạn ha các bạn. Rồi mời các bạn cùng chung ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và ủng hộ kênh của mình. Mình mời các bạn chung ngưỡng trước khi mình review chi tiết hơn về từng bộ truyện nha các bạn. Tiếp sau đây chúng ta cùng khám phá tập 20 của Kasuha Cuộc Chiến Tỏ Tình nha các bạn. Tập này giống như tập trước, đóng siêu khá là ổn áp, nhưng mà cho điểm mình cho 9 trên 10 đối với tập này các bạn. Thì giống như cái tập 19 được tặng kèm đó là nữ nhân vật, thì tập 20 này tặng kèm là nam nhân vật nha các bạn. Đây chúng ta sẽ cùng cái xem là Tandan nha. Tandan dạng này, Tandan dạng đứng hình nhân vật nha các bạn. Đây chúng ta sẽ có một hình nhân vật nam khá là... Rồi hôm nay chúng ta sẽ có một cái bì rời được cán bóng nha các bạn, khổ to. Đây là bìa của tập 20, một màu xanh dương nhìn khá là bắt mắt nha các bạn. Đây phần gái và phần phía sau. Bì keo bên trong, là bìa màu nha các bạn, chuyển được trên giấy 80, BB80 nha các bạn, và sẽ không còn một trang màu nào hết nha. Chuyện không có trang màu nào hết. Kasuha Cuộc Chiến Tỏ Tình tập 20. Hai người đã chính thức hẹn hò. Lúc này các học sinh khối 11 bước vào học kỳ ra đều háo hức chuẩn bị cho lễ tình nhân sắp tới. Ishigamiyu cũng đang sống trong lo âu hấp hởm, tự nhủ liệu có nhận được chocolate từ đàn chị Tsubame mà mình đang cảm nắng hay không. Trong khi đó Rinomiko đang dần nhận ra tâm tư của bản thân, không biết nên cư xử thế nào. Mỗi người một tâm trạng đón chờ Valentine và sau sinh nhật của Ishigami và Fura Raka, lễ tốt nghiệp đang đến gần. Rồi mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và ủng hộ kênh của mình nha. Xin chào và hẹn các bạn trong những video lần sau.